Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn cách làm món đùi gà góc tư kho gừng thơm ngon đậm đà. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn đang muốn cải thiện khả năng nấu ăn trong thời gian ngắn thì hãy thử tìm hiểu về khóa học nấu ăn ngon online ở đường link tại mô tả của video này xem sao nhé. Đùi gà kho gừng với vị thơm ngọt của gà, vị ấm nồng của nhánh gừng cay cay chắc chắn sẽ khiến cho bạn không thể nào quên. Món ăn này không chỉ thích hợp vào những ngày trời đông mà thậm chí có thưởng thức vào những ngày chưa hè. Bạn vẫn cảm nhận được hết vị ngon đặc trưng của nó, thành phần, một đùi gà góc tư chặt sẵn. Hai gừng, hành lá, ngò dí, ớt chỉ thiên, ớt sừng, ba. Hành tím, tỏi, bốn. Gói gia vị kho cúc kỳ mát. Hướng dẫn chế biến, bước một, rửa sạch các nguyên liệu đã sơ chế, để ráo nước, gừng cắt sợi hành lá, ngò dí cắt nhỏ, ướp gà với gói gia vị hoàn chỉnh kho Việt trong 10 phút. Bước 2. Đặt nồi lên bếp, cho hai muỗng canh dầu ăn vào nồi, băm nhuyễn hành tím, tỏi, gừng đợi dầu nóng cho vào phi thơm. Sau đó, cho hỗn hợp thịt ướp vào xào cho thịt săn lại. Bước 3. Tiếp đến, rót 200ml nước lọc vào nấu khoảng 15 đến 20 phút để nước có độ sệt. Cho thêm hành lá, ngò dí vào, nêm nếm cho vừa ăn rồi tắt bếp bí quyết tùy vào sở thích ăn cay có thể thêm ớt vào. Bước 4, bày món ăn ra dĩa và thưởng thức ngon hơn khi ăn nóng cùng cơm trắng, ghi chú. Gói gia vị nên đổ từ từ, không đổ hết để nêm nếm cho vừa ăn, có thể thay đổi định lượng nước và gia vị để phù hợp với khẩu phần và khẩu vị. Bảo quản ở nhiệt độ 5 đến 10 độ C, hạn sử dụng, sản phẩm sử dụng trong ngày, lưu ý, không sử dụng khi sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng.